Đường xưa mây trắng, tác giả Nhất Hạnh, người đọc Chiếu Thành. Cuốn 1, chương 24, hãy đi theo những con người tự do. Tin Gia Xá đi xuất gia bắt đầu được loan truyền trong giới bạn hữu của chàng. Bốn người bạn thân nhất của Gia Xá là Tỳ Ma La, Subhadhu, Bennachi và Tiều Phạm Ba Đề một hôm rủ nhau tìm tới vườn Lộc Uyển. Trên đường đi, Subhadhu nói: nếu Gia Xá chịu đi tu thì ông thầy của Gia Xá phải là một người rất giỏi, và giáo pháp của ông ta phải là một giáo pháp thâm diệu. Chứ tôi biết Gia Xá ít phục ai lắm. Tỳ Ma La trả lời: không chắc như thế. Có thể là Gia Xá bốc đồng đi tu một thời gian mà thôi. 6 tháng hay 1 năm sau, anh chàng hoàn tục cũng biết chừng. Kiều Phạm Ba Đề nói: Tỳ Ma La, anh coi thường Gia Xá quá. Tôi thấy tánh Gia Xá trầm lặng, và anh ta thường suy nghĩ chín chắn lắm. Bốn người vào gặp Gia Xá. Gia Xá đem các bạn mình tới giới thiệu với Phật. Gia Xá bạch: lạy Phật, bốn người bạn này của con đều là những người tốt. Xin Phật đem lòng thương mở mắt cho họ thấy được con đường giải thoát. Phật ngồi nói chuyện với bọn trẻ. Tỳ Ma La ban đầu còn có vẻ hồ nghi, nhưng càng nghe Phật nói, chàng càng cảm thấy thấm. Cuối cùng, Tỳ Ma La đề nghị với các bạn xin Phật cho cả bốn chàng xuất gia theo Gia Xá. Bốn chàng trai trẻ quỳ xuống chắp tay cầu Phật để được xuất gia. Thấy cả bốn người đều nhiệt thành và thiết tha, Phật ưng thuận. Người giao cả bốn chàng cho khất sĩ Kiều Trần Như dạy dỗ. Bạn bè cũ của vị khất sĩ Gia Xá đông có tới hàng trăm người. Tin Gia Xá và bốn người bạn thân đi tu chẳng mấy chốc mà đã được truyền ra khắp chốn. Hơn 120 người đã tập trung về nhà của Gia Xá và cùng rủ nhau đến vườn Lộc Uyển để thăm hỏi. Họ đều là những chàng trai trẻ, tuổi từ 20 tới 30. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, nghe tin họ tới thăm, khất sĩ Gia Xá ra đón họ tận ngoài cổng. Thầy thuật cho họ trường hợp đi xuất gia của mình và nói với họ về Phật. Cuối cùng, thầy đưa tất cả 120 người bạn vào ý kiến người. 120 người trẻ vây quanh, Phật bắt đầu nói chuyện về con đường thánh có khả năng đưa tới sự diệt khổ và đem lại niềm an lạc. Người kể sơ lược về thân thế và hành trình tìm đạo của người, và nói đến chí nguyện cứu người giúp đời của tuổi trẻ. 120 người trai trẻ ngồi nghe Phật nói một cách say mê. Cuối cùng, 50 người trong đám đông đó xin phép được ở lại xuất gia tu đạo. Trong số 70 chàng thanh niên còn lại, có nhiều người cũng muốn xuất gia, nhưng họ còn kẹt bổn phận gia đình. Người thì có cha, người thì có mẹ, người thì có vợ và con. Gia Xá thỉnh Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của 50 người bạn. Phật bằng lòng. Rất sung sướng, Gia Xá bạch với thầy: ngày mai con xin Phật cho con được về nhà con để khất thực. Con sẽ có dịp nói chuyện với song thân con về việc cúng dường y mới và bắt mới cho những vị tân khất sĩ. Tại vườn Lộc Uyển từ hôm đó, ngoài Phật đã có cả thảy 60 vị khất sĩ. Phật ở lại vườn Lộc Uyển thêm 3 tháng nữa để dạy dỗ và hướng dẫn đại chúng xuất gia. Trong thời gian ấy, hàng trăm vị cư sĩ đã đến vườn ngay để xin Phật chấp nhận cho làm đệ tử cư sĩ. Phật dạy các vị khất sĩ về phép quán niệm hơi thở, quán niệm về thân thể, về cảm giác, về tri giác, về tâm ý và về đối tượng của tâm ý. Người cũng dạy phương pháp quán chiếu tự tính duyên khởi của vạn hữu trong thế giới hiện tượng.
Phép quán duyên khởi là một phép quán rất quan trọng trong công trình tu tập. Vạn vật nương vào nhau để phát hiện, tồn tại rồi ẩn diệt. Chính vì nương vào nhau nên mọi vật mới có thể có mặt. Và vì vậy trong cái một có cái tất cả, và cái tất cả cũng không thể có mặt nếu cái một không có mặt. Phép quán duyên khởi này là cánh cửa, do đó người tu thoát ra được khỏi sinh tử. Phép quán duyên khởi cũng có công năng phá trừ những định kiến lâu đời, như định kiến vũ trụ đã được một nguyên do đầu tiên sinh khởi. Dù nguyên do đó là một vị thần linh hay là một chất liệu làm căn bản cho hiện hữu như đất, nước, lửa hay là không khí. Với tình thương, với ý thức trách nhiệm của một bậc thầy cũng như của một người anh cả, Phật chăm sóc và dạy dỗ 60 vị khất sĩ một cách tận tình. Người lại giao phó cho 5 đệ tử đầu trách nhiệm dìu dắt các vị khất sĩ mới học. Kiều Trần Như dìu dắt 20 vị, 4 người khác, Bạc Đề Ly, Bà Phu, Mahanam và A Thấp Bà Trí, mỗi người dìu dắt 10 vị. Đại chúng bước những bước rất vững và mạnh trên con đường tu học. Khi thấy phần lớn các vị khất sĩ với sự hướng dẫn của mình đã có được bản chất và tư cách của những người hành đạo, Phật tập hợp đại chúng lại và nói: Các vị khất sĩ, xin hãy nghe tôi nói. Chúng ta là những con người tự do, không vướng bận và không bị ràng buộc vào bất cứ một cái gì. Các vị đã biết đường đi, các vị hãy tinh tấn dũng mãnh bước trên con đường ấy. Các vị có thể rời khuôn viên lộng lẫy, hãy đi như những con người tự do để mang ánh sáng của đạo tỉnh thức đến tận những chốn hang cùng hố thẳm. Đi để gieo hạt giống giải thoát và giác ngộ. Đi để đem an lạc đến cho con người. Các vị hãy dạy đạo lý giải thoát, nền đạo lý đẹp đẽ từ đầu cho đến cuối, từ hình thức cho đến nội dung. Nhân gian sẽ thừa hưởng được công trình hoằng pháp của các vị. Còn tôi cũng sẽ lên đường. Một ít lâu sau, tôi sẽ đi về phương Đông. Tôi muốn về thăm cội Bồ Đề và các em bé ở thôn U Lâu Tần Loan. Và sau đó, tôi sẽ về thăm một người bạn tri kỷ ở Dương Xá. Các vị khất sĩ nghe theo lời Phật dạy, một số lớn khoác y và mang bát lên đường hành hóa. Chỉ còn 10 thầy ở lại vườn Lộc Uyển với Phật. Nhưng từ mấy tháng nay, tại hai vương quốc Ca Thị và Ma Kiệt Đà, nhiều người đã nghe nói tới Phật và các đệ tử của người. Họ nghe nói có một vị hoàng tử dòng họ Thích Ca đi tu đã thành đạo và đang giảng dạy tại vườn Lộc Uyển gần thành Ba La Nại. Nghe tin này, nhiều vị sa môn từng tu tập lâu ngày mà chưa đạt độ được gì rất lấy làm phấn khởi. Từ nhiều địa phương khác, họ tìm về Lộc Uyển. Nhiều người đã sung sướng được nghe Phật thuyết pháp và đã phát nguyện sống đời xuất gia dưới sự chỉ dạy của người. Các vị khất sĩ học trò của Phật đi hoằng hóa mọi nơi cũng đã bắt đầu đưa về vườn Lộc Uyển rất nhiều thanh niên muốn được xuất gia. Số lượng học trò xuất gia của Phật vì vậy lại tăng lên rất chóng. Một hôm, Phật tập hợp các đại chúng lại, người nói: Các vị khất sĩ, tôi nghĩ rằng tôi không cần trực tiếp làm lễ thọ giới xuất gia cho tất cả những ai muốn sống đời sống phạm hạnh theo con đường tỉnh thức. Nếu bất cứ ai muốn xuất gia đều phải về vườn Lộc Uyển gặp tôi, thì điều đó sẽ gây ra nhiều bất tiện. Điều bất tiện thứ nhất là các thầy phải bỏ dở công việc hoằng hóa để đưa người giới tử về tận đây. Điều bất tiện thứ hai là người giới tử không được thọ giới ngay tại chỗ cư trú của mình với sự có mặt của bạn bè và những người thân thuộc. Trái lại, phải đi đường dài, có khi mất cả mười mấy ngày mới tới được đây. Điều bất tiện thứ ba là tôi bị bắt buộc ở tại đây mãi mãi.
Tôi cũng là một con người tự do như các vị, và tôi cũng muốn được tự do đi đâu thì tùy ý tôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng các thầy có thể làm lễ truyền giới xuất gia cho những giới tử nào hợp đủ điều kiện, và làm lễ ngay tại địa phương hành đạo của mình. Đại đức Kiều Trần Như đứng lên chắp tay: Lạy Phật, như vậy thì xin Phật dạy cho chúng con phương pháp làm lễ xuất gia cho người phát tâm tu học, để chúng con có thể làm lấy khi trường hợp xảy ra. Phật nói: Thì quý vị đã từng thấy tôi làm lễ xuất gia cho nhiều người rồi, quý vị cũng có thể làm như thế. Vị khất sĩ A Thấp Bà Trí đứng dậy trình bày: Lạy Phật, nhân cách của Phật rất lớn, thành ra người không cần phải có nghi thức rườm rà. Nhưng đối với chúng con, một nghi thức tối thiểu để sử dụng trong lúc làm lễ xuất gia là rất cần thiết. Sư huynh Kiều Trần Như, xin sư huynh đề nghị một nghi thức đi. Có Phật ở đây, người sẽ chỉ dạy cho chúng ta thêm. Khất sĩ Kiều Trần Như im lặng một lát để suy nghĩ, rồi ông lên tiếng: Lạy Phật, theo con thì việc trước tiên là phải cho người giới tử cạo sạch râu và tóc. Sau đó, giới tử được dạy cho cách ăn mặc áo cà sa. Khi mặc áo cà sa vào rồi, giới tử phải vạch trần vai bên phải ra theo nghi lễ và quỳ xuống trước mặt vị khất sĩ truyền giới. Vị khất sĩ này bây giờ là đại diện cho Phật, vì vậy giới tử quỳ dưới chân người là phải, chắp tay lại thành búp sen. Giới tử phải đọc: Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Lặp lại 3 lần như vậy thì giới tử trở nên một vị khất sĩ trong giáo đoàn của Phật. Lại Phật, con mạo muội đề nghị như thế, không biết con có phạm vào lầm lỗi nào không? Phật nói: Nghi thức thầy đề nghị hay lắm, vậy tôi xin xác định với đại chúng, quỳ đọc 3 lần tam quy với chân một vị khất sĩ thì có thể trở nên một vị khất sĩ. Đại chúng hoan hỷ tuân theo lời Phật dạy. Sau đó mấy hôm, vào một buổi sáng đẹp trời, Phật khoác áo cầm bát, một mình rời khỏi giường Lộc Quỷ, người hướng về phương Nam, tìm lối vượt sông Hằng để đi về Dương Quốc Ma Kiệt Đà. Chương 25. Đỉnh cao của nghệ thuật. Con đường này Phật đã từng đi. Người đi thông thả và ngắm nhìn cảnh vật. Trời gần trưa, người ghé khất thực ở một xóm ven đường, rồi người mang bát đi vào một khu rừng yên tĩnh gần đó để thọ trai. Thọ trai xong, Phật đi kinh hành trong rừng, và sau đó người tìm một gốc cây yên mát ngồi xuống để tĩnh tọa. Được sống trở lại một mình trong rừng, Phật rất hoan hỷ. Người ngồi tĩnh tọa được hồi lâu thì thấy một đám thanh niên đi ngang. Đây chắc là những thanh niên con nhà khá giả, bởi vì người nào cũng ăn mặc tươm tất sạch sẽ. Họ khoảng 30 người, nhiều người cầm nhạc cụ trong tay. Thấy Phật, họ ngừng lại. Thanh niên đi đầu cúi chào và hỏi người: Sa môn, ông có thấy một cô gái mới chạy ngang qua đây không? Phật hỏi lại: Các bạn tìm cô gái ấy để làm gì? Người thanh niên kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bọn họ đều là dân thành phố Ba La Nại. Họ vào rừng này từ sáng để tổ chức một cuộc vui. Họ có đem theo niềm nhạc cụ và một cô vũ nữ. Sau khi đàn hát, nhảy múa và ăn uống, cả bọn đều tìm chốn để ngã lưng ngủ trưa. Trong khi mọi người ngủ trưa, cô gái đã đánh cắp một số những đồ châu báu trang sức của bọn con trai và bỏ đi mất. Các chàng trai thức dậy, thấy mất đồ trang sức của mình nên rủ nhau đi lùng bắt cô gái. Phật nhìn các chàng trai và trầm tĩnh nói: Này các bạn, trong giờ phút này, các bạn nên đi tìm cô gái hay là nên đi tìm chính các bạn?
Các cậu con trai ngạc nhiên, phong thái của ông thầy tu đã đặc biệt, mà câu hỏi của ông ta cũng đặc biệt. Câu hỏi đó làm các cậu giật mình. Họ rủ nhau ngồi xuống, vây quanh Phật. Chàng trai đầu đàn nói: Bạch Sa Môn, có lẽ chúng con nên đi tìm chúng con trước. Phật nói: Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, nhưng tâm ta ít khi chịu an trú trong giây phút hiện tại. Tâm ta hay ưa trở về quá khứ hoặc vọng đến tương lai. Ta cứ tưởng ta là ta, nhưng quả thực ta chưa hề thực sự tiếp xúc với ta, bởi vì tâm ta cứ rong ruổi chạy theo những ảo ảnh của quá khứ và của vị lai. Chỉ có một phương cách duy nhất để tiếp xúc với sự sống đích thực, đó là trở về với giây phút hiện tại. Nếu các bạn biết trở về với giây phút hiện tại, thì các bạn trở nên tỉnh thức, và lúc đó các bạn mới có cơ hội tìm được các bạn. Các bạn hãy nhìn những đọt lá xanh và ánh sáng mặt trời đang lọc qua những đọt lá ấy. Các bạn đã từng có dịp thực sự ngắm nhìn màu xanh của lá cây trong trạng thái trầm lặng và tỉnh thức của tâm chưa? Màu xanh ấy là một khía cạnh vi diệu của sự sống. Nếu các bạn chưa bao giờ thực sự nhìn màu xanh ấy, thì giờ đây các bạn hãy thử nhìn đi. Các chàng thanh niên yên lặng, theo ngón tay trỏ của Phật, họ ngước nhìn những ngọn lá xanh đang rung nhẹ với làn gió thoảng của buổi trưa hè. Một lát sau, Phật quay lại với chàng trẻ tuổi ngồi gần bên người và nói: Bạn có ông sáo, vậy bạn hãy thổi sáo lên đi. Chàng thanh niên hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng lấy sáo ra. Ngồi lại ngay ngắn, anh ta đưa ống sáo lên thổi. Mọi người lắng nghe, tiếng sáo đượm buồn như tiếng than khóc của một cuộc tình duyên dở lỡ. Trong khi anh thổi sáo, mắt Phật không rời khỏi anh. Khúc sáo chấm dứt, rừng trưa đượm buồn, mọi người im lặng, Phật cũng im lặng. Bỗng nhiên người thanh niên thổi sáo quay lại, cầm đưa ống sáo cho Phật. Sa môn, ngài thổi sáo đi. Phật mỉm cười, tất cả các chàng trai đều cười rộ, ai cũng cho là anh chàng ngộ nghĩnh. Đã có ai đưa ống sáo để bảo một vị sa môn thổi bao giờ? Nhưng Phật đã đưa hai tay tiếp nhận ống sáo. Mọi người đều nhìn về vị sa môn, sự tò mò trong mỗi người được kích thích. Phật thở những hơi thở thật dài và thật nhẹ, rồi người nâng ống sáo lên ngang miệng. Hình ảnh người con trai thổi sáo năm xưa trong vườn thượng uyển ở thành Ca Tỳ La Vệ hiện ra trong Phật. Đó là một đêm trăng. Đó là hoàng hậu Maha Ba Xà Ba Đề ngồi trên ghế đá đang liêm diêm lắng nghe. Đó là Gia Du Đà La với đỉnh trầm thơm mới đốt. Phật bắt đầu thổi sáo. Tiếng sáo nhẹ như một làn khói nhỏ lơ lửng và nhẹ nhàng đi lên từ một mái tranh nghèo nào đó ở ngoại thành Ca Tỳ La Vệ trong giờ nấu cơm chiều. Rồi làn khói bỗng nhiên tỏa rộng trên không gian như một đám mây. Đột nhiên, đám mây biến hình thành một đóa hoa sen ngàn cánh. Mỗi cánh hoa là một màu sắc khác nhau lấp lánh trong ánh nắng chiều. Đột nhiên, một người thổi sáo biến thành 1000 người thổi sáo. Tất cả những màu nhiệm của vũ trụ đều được chế biến thành âm thanh. Âm thanh muôn màu muôn sắc. Âm thanh khi thì nhẹ như gió thoảng, khi thì mau như tiếng mưa rào, khi thì trong như tiếng hạt, khi thì đậm đà như tiếng ru con, khi thì sáng rỡ như ngọc lưu ly, khi thì hùng vĩ như tiếng hải triều,
khi thì im lặng như nụ cười của người đã thoát ly được sự hơn thua còn mất. Chim chóc trong rừng đã im hơi lặng tiếng, và gió chiều cũng đang thôi rì rào trong lá. Rừng được bao phủ bởi một không gian thanh tịnh, an lạc và nhiệm màu. Tất cả các chàng thanh niên ngồi bên Phật đều trở nên tỉnh táo một cách kỳ lạ. Họ hoàn toàn sống trong giây phút hiện tại. Tiếng sáo đưa họ về với những mầu nhiệm của giây phút hiện tại. Họ có rừng cây, họ có Phật, họ có tiếng sáo, họ có nhạc, họ có bản thân họ. Tiếng sáo đã chấm dứt, nhưng tiếng sáo vẫn còn. Không có chàng thanh niên nào còn nghĩ tới cô vũ nữ và những châu ngọc bị đánh cắp nữa. Họ ngồi yên lặng rất lâu. Cuối cùng chàng thanh niên thổi sáo lên tiếng hỏi Phật: Sa môn, thầy thổi sáo thật hay, con chưa bao giờ nghe ai thổi sáo diệu kỳ như vậy. Thầy đã học với ai? Con có thể theo thầy để học thổi sáo được không? Phật mỉm cười: Hồi nhỏ tôi đã học thổi sáo, nhưng 7 năm nay tôi không có dịp thổi. Đây là lần thứ nhất tôi thổi sáo trở lại sau 7 năm. Nhưng tiếng sáo bây giờ lại có chất liệu hơn tiếng sáo ngày trước. Tại sao vậy thưa Sa môn? Tại sao sau 7 năm không tập dượt mà tiếng sáo của thầy lại hay hơn? Thổi sáo hay không phải là chỉ do tập dượt nhiều. Sở dĩ tôi thổi được hay hơn ngày xưa là tại vì tôi đã tìm được chính tôi, nghĩa là tôi đã tìm được đạo giác ngộ. Bạn không thể đạt được cái chỗ tuyệt vời của nghệ thuật nếu bạn không lên tới được chỗ tuyệt cùng của tâm linh. Vì vậy, nếu bạn muốn thổi sáo hay thì bạn phải tu học theo con đường tỉnh thức. Rồi Phật bắt đầu giảng cho các chàng thanh niên về đạo giác ngộ, về 4 sự thật và con đường bát chánh. 30 người thanh niên nghe người giảng đều được tỏ ngộ, tất cả đều quỳ xuống và tỏ ý xin làm môn đệ xuất gia của người. Phật vui lòng làm lễ xuất gia cho họ ngay tại chỗ, và người bảo 30 chàng thanh niên tìm ngay về vườn Lộc Uyển để gặp Đại Đức Kiều Trần Như. Người dặn họ trình bày tự sự với thầy Kiều Trần Như và xin thầy cạo bỏ râu tóc, khoác áo khất sĩ và thọ lãnh những lời chỉ dẫn tu học. Người bảo trong một tương lai gần họ sẽ được gặp lại người. Đêm ấy Phật nghỉ trong rừng. Sáng hôm sau, người vượt sông Hằng rồi theo bờ sông đi về phương đông. Người dự định sẽ ghé thăm bọn trẻ tại thôn U Lâu Tần Loa trước khi đi về Dương Xá gặp vua Tần Bà Sa La theo lời hứa cũ. Chương 26. Nước cũng đi lên như lửa. 7 hôm sau, Phật về tới U Lâu Tần Loa. Người rất vui được trở về rừng cây thanh tú với cội Bồ Đề. Phật nghỉ lại một buổi chiều và một đêm tại đó. Sáng hôm sau, người gặp chú bé Cát Tường ở bờ sông Ni Liên Thuyền. Cát Tường thấy Phật rất mừng. Hai thầy trò ngồi chơi thật lâu bên bờ sông, rồi Phật bảo Cát Tường đi cắt cỏ. Người cũng học cắt cỏ với cậu bé. Một lát sau, tạm biệt Cát Tường, Phật khoác áo ngoài, nâng bát vào sớm để hóa trai. Chiều hôm sau, bọn trẻ rủ nhau đến thăm Phật. Tu Già Đa và Cát Tường đem theo các bạn rất đông. Các em của Cát Tường đều có mặt. Bọn trẻ được gặp Phật vui mừng khôn xiết. Phật kể cho chúng nghe sơ lược những gì đã xảy ra trong gần 1 năm qua, và Phật hứa là khi Cát Tường 20 tuổi, Phật sẽ cho cậu xuất gia để học đạo. Phật nói vào tuổi ấy, Cát Tường đã có thể theo Phật
vì lúc ấy các em các tường đã lớn cả rồi. Bọn trẻ cho Phật biết là gần nửa năm nay có một đoàn đạo sĩ Bà La Môn khổ hạnh đến cư trú trong vùng. Họ đông lắm, có tới gần 500 người. Họ không cạo đầu như các vị sa môn, tóc họ kết và bới ở trên đầu. Người đứng đầu tên là Ca Diếp, rất được mọi người kính nể. Họ theo đạo thờ cúng thần lửa. Sáng hôm sau, Phật tìm tới trú sở của đạo sĩ Ca Diếp. Giáo đoàn Bà La Môn này cư trú ở bìa rừng phía bên kia sông. Họ sống trong những túp lều dựng bằng cành cây và lá cây. Áo của họ mặc được làm bằng vỏ cây. Họ tiếp nhận các thức cúng dường của dân chúng từ các làng mạc trong vùng. Nhưng họ không đi khất thực. Họ tự nấu nướng lấy. Họ cũng chăn nuôi thú vật để ăn và cũng để cúng tế. Dừng chân bên một túp lều, Phật nói chuyện với các đạo sĩ Bà La Môn. Các vị này cho biết lãnh tụ của họ là Tôn giả Ca Diếp, là một người tinh thông ba bộ kinh Vệ Đà, sống một cuộc đời đức hạnh và là người có tu có chứng. Tôn giả Ca Diếp có hai người em trai, người nào cũng là tu sĩ Bà La Môn, cùng tu trong một môn phái, tức là môn phái Bái Quả, thờ lửa như là bản chất nguyên nguyên của vũ trụ. Người em trai lớn tên là Na Di Ca Diếp, lãnh đạo một giáo đoàn 300 vị đệ tử, cư trú và hành đạo trên bờ sông Ni Liên Thuyền, cách U Lâu Tần Loa chừng một ngày đường về hướng Bắc. Người em thứ hai tên là Gaya Ca Diếp, lãnh đạo một giáo đoàn gồm 200 đệ tử, cư trú và hành đạo tại Gaya. Tôn giả Ca Diếp vì cư trú và hành đạo tại U Lâu Tần Loa nên được gọi là U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Ông rất được hai người em tôn kính. Những buổi giảng đạo của ông được dân chúng địa phương đến tham dự rất đông. Các đạo sĩ Bà La Môn đưa Phật đến ý kiến Tôn giả Ca Diếp tại tịnh xá của ông. Tôn giả Ca Diếp tuổi đã lớn nhưng còn rất nhanh nhẹn và rắn rỏi. Thấy vị sa môn còn trẻ mà đạo phong uy nghiêm, Tôn giả đem lòng kính yêu ngay. Ông tiếp Phật như một người thượng khách. Ca Diếp mời Phật ngồi xuống trên một khúc cây cư sẵn ở ngoài sân tịnh xá, và ông ngồi xuống khúc cây đối diện. Hai người đàm đạo hồi lâu. Ca Diếp rất đổi ngạc nhiên khi thấy vị sa môn ngồi trước mặt mình là một người lão thông ba bộ thánh thư Vệ Đà. Ông quảng hốt thấy rằng có những tư tưởng trong Vệ Đà mà ông chưa nắm vững được. Vị sa môn này đã chỉ cho ông thấy những chỗ uyên ảo nhất của các bộ Áo Nghĩa Thư và Vệ Đà, những chỗ ông đã tưởng rằng ông hiểu mà thực ra ông chưa hiểu. Lạ hơn nữa là khi nói tới các môn tự dựng học, ngữ nguyên học, sử truyện, văn pháp học và 18 pháp tế tự của đạo Bà La Môn, không có điều gì mà vị sa môn này không thông. Trưa hôm ấy, Phật nhận lời thọ trai với U Lâu Tần Loa Ca Diếp, xếp áo ngoài lại thành bốn để trải thành tọa cụ trên bờ cỏ. Phật ngồi đoan nghiêm thọ trai trong im lặng. Ca Diếp thấy đạo phong uy nghiêm của người thì rất lấy làm cảm phục. Ngồi bên vị khách sa môn, ông cũng giữ sự im lặng đoan trang để thọ trai. Chiều hôm ấy, trong khi đàm đạo với Ca Diếp, Phật nói: Này hiền giả hãy nói cho tôi biết tại sao thờ thần lửa lại có thể đem lại cho chúng ta sự giải thoát. Tôn giả Ca Diếp giữ im lặng một lát. Ông biết rằng đối với vị sa môn có trí tuệ xuất chúng này, ông không thể trả lời một cách khinh suất và dung thường được. Ông đã chinh phục được hàng trăm người theo môn phái ông, nhưng ông biết chinh phục được vị sa môn này là một điều rất khó. Ca Diếp bắt đầu nói về lửa như là bản chất uyên nguyên của vũ trụ. Lửa có nguồn gốc từ Phạm Thiên. Vì vậy, trong các quả diện, nghĩa là trong điện thờ chính của giáo phái Bái Quả,
luôn luôn hình tượng của Phạm Thiên được đặt vào vị trí trung ương. Kinh Áo Nghĩa Thư có nói về phép thời lửa. Lửa là sự sống, nếu không có lửa thì không có sự sống. Lửa là ánh sáng, là hơi ấm, là nguồn năng lượng làm phát sinh ra cây cối, muôn thú và con người. Lửa phá tan bóng tối, phá tan sự lạnh lẽo, đem tới nguồn vui và sự sinh trưởng của vạn vật. Thức ăn nhờ lửa mà được tịnh hóa, con người nhờ lửa mà trở về và hợp nhất được với Thiên Chủ Phạm Thiên. Vì lửa là sự sống nên lửa chính là Phạm Thiên vậy. Thần lửa Agni cũng chỉ là một trong muôn ngàn biểu hiện của Thiên Chủ Phạm Thiên. Trong quả diện, thần lửa Agni thường được biểu hiện như có hai cái đầu, một đầu biểu trưng cho lửa của nhật dụng và một đầu biểu trưng cho lửa của sự tế lễ và của sự trở về nguyên thể. Có tới 44 phép tế lửa. Người đạo sĩ của giáo phái Bái Quả phải giữ giới, phải khổ hạnh và phải chuyên cần tu tập mới có đủ tư cách duy trì và làm sáng tỏ con đường giải thoát. Đạo sĩ Ca Diếp kịch liệt chống lại những tu sĩ Bà La Môn thường lợi dụng giai cấp và địa vị mình để sống giàu sang và đắm mình trong dục lạc. Ông nói những vị Bà La Môn đó đã xem công việc cúng tế và đọc kinh như một phương tiện giúp họ sống giàu có, và như vậy là làm đánh mất giá trị của truyền thống đạo đức Bà La Môn. Phật hỏi: Tôn giả Ca Diếp, ngài nghĩ như thế nào về những người cho rằng nước là bản chất nguyên nguyên của sự sống? Nước bắt nguồn từ Phạm Thiên, và nước có công năng tịnh hóa con người, giúp con người trở về hợp nhất với Phạm Thiên. Ca Diếp im lặng. Ông nghĩ tới hàng trăm vạn người ngay trong giờ khắc này đang tắm mình trong nước sông Hằng và trong những dòng sông được xem là linh thiêng khác, mong rửa sạch được mọi tội lỗi và nghiệp chướng để sau này có thể trở về với Phạm Thiên. Một lát sau ông nói: Sa môn Bồ Đạt, nước không thực sự giúp ta siêu thoát được. Nước đi xuống trong khi lửa lại bốc lên. Khi ta chết, thân xác ta nhờ lửa mà bay lên thành khói. Tôn giả Ca Diếp, ngài nói như vậy e không đúng. Đám mây trắng đang bay trên trời kia cũng là nước đó, và nước cũng có thể bay lên. Khói cũng chỉ là hơi nước. Cả hai thứ mây và khói đều sẽ phải trở lại. Vạn vật, như ngài đã biết, luôn luôn luân chuyển tuần hoàn. Nhưng vạn vật có một nguồn gốc, và vạn vật có thể trở về nguồn gốc đó. Tôn giả Ca Diếp, vạn vật nương nhau mà có mặt. Tôn giả hãy nhìn chiếc lá trong tay tôi đây. Đất, nước, hơi nóng, hạt mầm, thân cây, đám mây, mặt trời, thời gian và không gian đều là những nhân duyên giúp cho chiếc lá này có mặt. Nếu thiếu một trong những nhân duyên ấy thì chiếc lá không thành. Tất cả các loài đất đá, thảo mộc và cầm thú đều dâng theo luật duyên sinh ấy. Nguyên ủy của một vật là vạn vật. Tôn giả, hãy quan sát kỹ xem, có bao giờ một nhân mà đưa tới được quả đâu? Nhân quả là trùng trùng. Ý niệm về một nguyên nhân duy nhất và đầu tiên là một vọng tưởng do thiếu quán chiếu mà ra. Này Tôn giả, chiếc lá tôi cầm trong tay đây là do tất cả các pháp trong vũ trụ hợp lại để tạo thành, trong đó có cả nhận thức của Tôn giả. Vị đạo sĩ Bà La Môn im lặng. Trời đã tối. Tôn giả Ca Diếp ngỏ ý mời Phật ngủ lại trong túp lều của ông. Đây là lần thứ nhất vị lãnh đạo Ca Diếp mời một người khách ngủ lại trong túp lều của mình. Nhưng vị sa môn này đối với ông quả thật là một người khách đặc biệt. Ông muốn đem lòng tri kỷ của mình để tiếp đãi, nhưng Phật ngần ngại. Từ lâu người đã ưa nghỉ đêm một mình, Phật ngỏ ý muốn được nghỉ đêm trong quả diệt. Vị đạo sĩ Bà La Môn nói: Mấy hôm nay có một con rắn lớn chui vào núp trong quả diệt,
đủ như thế nào nó cũng không đi. Sa môn Cồ Đàm không nên nghỉ đêm trong ấy, có thể rất nguy hiểm. Chính vì con rắn kia mà lâu nay chúng tôi đã phải lập tế đàn ngoài trời để hành lễ. Tôi xin Ngài hãy nghỉ đêm tại đây cho an toàn. Phật nói: Tôn giả an tâm, tôi muốn được nghỉ đêm trong quả viện chắc cũng không sao đâu. Phật nghĩ tới những tháng ngày ngồi tu ở các nơi núi rừng cao thẳm, có khi thú dữ đi ruồng cả đêm mà không động tới người. Có khi đang ngồi tĩnh tọa, người trông thấy những con rắn thật lớn bò ngang qua trước mặt. Phật biết là nếu mình cẩn thận, đừng làm cho các loài này hoảng sợ, thì chúng sẽ không động tới mình. Thấy Phật đã nhất quyết, Ca Diếp nói: Sa môn Cồ Đàm đã muốn nghỉ đêm tại quả viện thì xin cứ tự tiện, Ngài muốn ở đó bao lâu cũng được. Đêm ấy Phật nghỉ trong quả viện. Trên bàn thờ trung ương, lửa được nuôi bằng nhiều chiếc đèn. Mỗi chiếc đèn có nhiều bấc, góc bên trái chất nhiều khúc cây lớn, có lẽ là những khúc gỗ quý dùng để đốt lửa bên ngoài mỗi khi hành lễ. Phật nghĩ, nếu có một con rắn cư trú trong quả viện thì con rắn ấy có thể ẩn nấp trong đống gỗ. Người chọn góc đối diện, xếp áo cà sa ngoài thành bốn, trải xuống làm tọa cụ và bắt đầu tĩnh tọa. Khi Phật ngừng tĩnh tọa thì trời đã khuya. Dưới ánh đèn mờ, Phật thấy một con rắn thật lớn nằm khoanh tròn giữa quả viện trước mặt người. Phật lên tiếng nhỏ nhẹ như là để tự nói với mình: Rắn ơi, con hãy đi ra ngoài rừng cho an ổn. Giọng nói của Phật chứa đầy tình thương và sự hiểu biết. Con rắn từ từ trườn đi, hướng về phía cửa. Phật cũng ngã lưng xuống tọa cụ. Khi Phật thức giấc thì ánh trăng khuya chênh chết chiếu vào nơi người nằm. Trăng 18 thật sáng, Phật cũng đi ra ngoài rừng để thiền hành. Người ngồi dậy cuốn áo, rủ bụi, rồi khoác áo lên người và đi ra khỏi quả viện. Vào lúc trời tảng sáng thì quả viện bốc cháy, không biết vì lý do gì. Các vị đệ tử của đạo sư Ca Diếp thấy lửa đều hoảng hốt la lớn. Mọi người chạy đi tìm bình xuống sông múc nước để chữa lửa, nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu. Nước thì ít, lửa thì nhiều. Cuối cùng hàng trăm người đều đứng ngẩn ra nhìn quả viện của họ bốc cháy dữ dội, không có cách gì cứu chữa nổi. Đạo sĩ Ca Diếp có mặt trong đám mấy trăm người ấy. Ông thương tiếc vị sa môn đức hạnh và tài ba mà ông vừa mới được làm quen từ sáng ngày hôm qua. Nếu sa môn Cù Đàm nhận lời nghỉ đêm trong tịnh xá của mình thì bây giờ đâu đến nỗi này. Giữa lúc ấy thì Phật xuất hiện. Đang đi thiền hành trên đồi cao, người trông thấy lửa và người đã trở về. Thấy Phật, đạo sĩ Ca Diếp mừng quá, chạy lại và nắm lấy tay người. May quá, may quá, sa môn Cù Đàm vẫn còn an toàn. Tôi mừng quá. Phật trao bình bát của mình cho một vị tu sĩ trẻ cầm giúp, rồi đặt tay lên vai của vị đạo sĩ Bà La Môn. Cảm ơn tôn giả đã lo cho tôi vẫn được an toàn. Phật biết hôm nay là ngày đạo sĩ Ca Diếp thuyết pháp. Nghe nói trong số những người nghe pháp, ngoài 500 vị đệ tử tu sĩ, sẽ còn có gần 1.000 người từ các thôn xóm kéo tới. Giờ thuyết pháp được định vào buổi trưa, ngay sau giờ thọ trai. Biết rằng sự có mặt của mình trong buổi thuyết pháp sẽ làm cho vị lãnh đạo mất bớt vẻ thoải mái. Sáng ấy, Phật mang bát đi vào thôn xóm để khất thực. Khất thực xong, người đi về phía hồ sen. Ngồi bên bờ hồ, người thọ trai và ở lại đó. Đến xế chiều thì đạo sĩ Ca Diếp tìm tới. Ca Diếp đã đi tìm Phật sau giờ thọ trai và thuyết pháp.
Vị đạo sĩ nói: Sa môn Cồ Đàm, hôm nay vào giờ ăn trưa chúng tôi chờ mãi không thấy ngài. Chúng tôi đã dọn sẵn cơm để cúng dường, tại sao ngài lại không tới? Phật nói với Ca Diếp là người muốn vắng mặt trong buổi thuyết pháp: Tại sao vậy? Tại sao Sa môn Cồ Đàm lại muốn không có mặt trong buổi tôi thuyết pháp? Phật mỉm cười rất nhẹ và người không nói gì. Vị đạo sĩ Bà La Môn cũng nín thinh. Ông thấy vị Sa môn này biết được suy tư của ông. Vị Sa môn thật vừa thông minh vừa tế nhị. Hai người ngồi bên bờ hồ để đàm đạo. Đạo sĩ Ca Diếp hỏi Phật: Hôm qua Sa môn Cồ Đàm nói về sự có mặt của chiếc lá như là sự tập hợp của nhiều yếu tố nhân duyên. Ngài nói rằng con người cũng do sự tập hợp của nhân duyên mà có mặt. Vậy thì khi các nhân duyên tan rã, con người đi về đâu? Phật nói: Đã từ lâu chúng ta bị kẹt vào ý niệm ác ma, nghĩa là ý niệm về một cái ta thường tại bất biến. Chúng ta đã quên nghĩ rằng khi thân xác ta tan rã, cái ngã ấy vẫn còn tồn tại và có thể trở về với nguồn gốc của nó là Phạm Thiên để mà cộng trú với ngài. Tôn giả Ca Diếp, đó là một sai lầm căn bản đã từng làm lạc lối biết bao nhiêu thế hệ. Tôn giả nên biết vạn pháp từ nhân duyên mà sinh và cũng do nhân duyên mà diệt. Cái này có mặt vì cái kia có mặt, cái này vắng mặt vì cái kia vắng mặt, cái này sinh ra vì cái kia sinh ra, cái này ẩn diệt khi cái kia ẩn diệt. Đó là đạo lý duyên sinh mầu nhiệm mà tôi đã khám phá được bằng thiền quán. Trong thực tại không có một cái gì đồng nhất và bất biến, không có ngã, dù là đại ngã hay tiểu ngã. Tôn giả Ca Diếp, ngài đã từng quán chiếu về thân thể, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức chưa? Con người có mặt là do sự tập hợp và vận hành của năm uẩn ấy. Đó là những dòng biến chuyển liên tục, trong đó không có một yếu tố nào thường tại. Đạo sĩ Ca Diếp im lặng hồi lâu. Một lát sau ông hỏi: Như vậy người ta có thể nói là Sa môn Cồ Đàm chủ trương thuyết hư vô không? Phật mỉm cười lắc đầu: Không. Ý niệm về hư vô cũng là một loại tà kiến trong rừng tà kiến dày đặc. Ý niệm về hư vô cũng tai hại như ý niệm về một bản ngã đồng nhất và bất biến. Tôn giả Ca Diếp, ngài hãy nhìn mặt hồ này đi. Tôi không hề nói rằng nước hồ và những lá sen, hoa sen và gương sen trong hồ là hư vô. Tôi chỉ nói rằng nước hồ cũng như lá sen, hoa sen và gương sen đều là những hiện tượng do nhân duyên phối hợp mà có mặt. Và trong tự thể của chúng không hề có một thực thể bất biến và tường tại. Ca Diếp ngẩng lên nhìn vào mắt Phật: Vậy nếu không có ngã, không có ác ma, thì cần gì phải tu hành để đạt tới giải thoát? Giải thoát cho ai? Và ai là người được giải thoát? Phật nhìn vào mắt vị đạo sĩ Bà La Môn, cái nhìn của người sáng chói như những tia sáng mặt trời, nhưng cũng êm dịu như ánh trăng, và người nói với một nụ cười: Tôn giả Ca Diếp, hãy thử tự đi tìm lấy câu trả lời. Hôm khác chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Hai người trở về trú sở. Tôn giả Ca Diếp nhường tịnh xá của mình cho Phật nghỉ đêm. Ông sang nghỉ đêm tại túp lều của một người đệ tử lớn. Phật nhận thấy vị đạo sĩ Bà La Môn này rất được các đệ tử quý mến, người nào cũng vâng lời Tôn giả Ca Diếp một cách cung kính. Chương 27: Vạn pháp đang bốc cháy. Trong những ngày kế tiếp, Phật không đi khất thực bên ngoài
vì sáng hôm nào đạo sĩ Ca Diếp cũng cho đem thức ăn cúng dường tại chỗ. Tuy vậy, trưa nào sau khi thọ trai, người cũng đi vào rừng hoặc ra bên hồ để tĩnh cư một mình. Cứ xế chiều, Ca Diếp lại đi tìm Phật để đàm đạo, hoặc với một gốc cây, hoặc bên bờ hồ. Càng tiếp xúc với Phật, Ca Diếp càng thấy được tầm dốc vĩ đại của tuệ giác cũng như đức hạnh của vị sa môn này. Một hôm nọ trời mưa tầm tã suốt đêm, và buổi sáng hôm sau nước sông Ni Liên Thuyền tràn bờ, làm ngập lụt bao nhiêu ruộng vườn và nhà cửa trong vùng. Bao nhiêu thuyền bè địa phương đều được đem ra sử dụng để đi cứu người. Khu rừng nơi đạo sĩ Ca Diếp và 500 đệ tử đang hành đạo vì ở chỗ thấp nên cũng bị ngập lụt. Tuy vậy, mọi người đều chạy kịp, không ai bị nước cuốn. Riêng vị Sa Môn Cồ Đàm thì không ai thấy mặt. Đạo sĩ Ca Diếp đốc thúc nhiều chiếc ghe đi tìm. Cuối cùng, người ta tìm thấy Phật đang đứng trên một đỉnh đồi. Nước dâng rất mau và cũng rút rất mau. Ngày hôm sau, Phật ôm bát đi kết thực trong xóm của những người cùng đi. Người có ý muốn tìm thăm những gia đình và những đứa trẻ trong xóm. May mắn là không ai bị chết vì nạn lụt. Những người nghèo cho biết họ không có tài sản gì nhiều để mà mất mát. Các vị tu sĩ trong giáo đoàn của Ca Diếp đã khởi sự dựng lại quả viện bị cháy và các túp lều bị nước cuốn đi hoặc làm cho siêu dệt. Một buổi chiều, Phật cùng đạo sĩ Ca Diếp đứng bên bờ sông Ni Liên Thuyền. Hai người tiếp tục cuộc đàm đạo. Đạo sĩ Ca Diếp nói với Phật: hôm trước Sa Môn Cồ Đàm có nói về sự quán chiếu các dòng hiện tượng sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức. Tôi đã thử thực tập và bắt đầu thấy rằng những cảm thọ và những tri giác của mình nói lên được giá trị của đời sống mình. Tôi cũng đã thấy được rằng không có một yếu tố nào thường tại trong năm dòng hiện tượng đó cả. Sa Môn Cồ Đàm nói rằng nhận thức về sự có mặt của tự ngã là một nhận thức sai lầm. Điều này tôi thấy có thể là đúng, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được rằng nếu tự ngã không có thì ta cần gì phải nhập công tu tập giải thoát cho ai, và ai là người được giải thoát? Phật hỏi lại: Tôn giả Ca Diếp, ngài có công nhận rằng khổ đau là một sự thật không? Sa Môn Cồ Đàm, tôi công nhận khổ đau là một sự thật. Ngài có công nhận rằng nỗi khổ đau nào cũng có nguyên do, cũng như vạn hữu trong vũ trụ, vật nào cũng do nhân duyên kết hợp mà thành? Tôi công nhận là những nguyên do của khổ đau có thật. Tôn giả Ca Diếp, khi những nguyên do của khổ đau có mặt thì khổ đau có mặt. Vậy khi những nguyên do của khổ đau vắng mặt thì khổ đau có vắng mặt không? Tôi công nhận là khi nguyên do khổ đau không còn thì khổ đau cũng không còn. Này Tôn giả, nguyên do của khổ đau là vô minh, tức là nhận thức sai lầm về thực tại. Đời vô thường mà ta tưởng là thường, đó là vô minh. Thực tại không có tự ngã mà ta tưởng có tự ngã, đó là vô minh. Từ vô minh phát sinh ra tham vọng, giận hờn, sợ hãi, ganh ghét và bao nhiêu khổ đau khác. Con đường giải thoát là con đường quán chiếu thực tại để thực chứng được tự tính vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn hữu. Con đường ấy là con đường diệt trừ vô minh. Vô minh diệt thì phiền não diệt và khổ đau diệt, đó là giải thoát. Cần gì phải có tự ngã mới có giải thoát? Ca Diếp im lặng. Một lát sau ông hỏi: Sa Môn Cồ Đàm, tôi biết những điều ngài nói ra là những điều ngài thực chứng chứ không phải chỉ là những suy tưởng của trí năng ngài. Vậy theo ngài thì quả giải thoát chỉ có thể do công phu quán chiếu đem lại. Vậy tất cả những lễ nghi thờ phụng và lời khấn nguyện đều là hoàn toàn vô ích hay sao? Phật chỉ tay sang bên kia sông. Đạo sĩ Ca Diếp nhìn theo ngón tay người
Phật nói: Tôn giả Ca Diếp, nếu có người đang đứng bên này sông mà muốn qua bên kia sông thì người ấy phải làm gì? Thì người ấy phải lội qua sông nếu mực nước sông rất thấp. Trong trường hợp nước đầy như hôm nay, người ấy phải dùng thuyền để chèo qua bên kia sông. Nếu bơi giỏi, người ấy cũng có thể bơi sang bên kia sông được. Đúng rồi, Tôn giả Ca Diếp. Nhưng giả dụ có người muốn qua sông mà không muốn lội, không muốn bơi, cũng không muốn chèo, trái lại chỉ đứng bên này sông mà cầu khẩn bờ bên kia, hy vọng bờ bên kia sẽ qua tới bên này cho mình bước lên, vậy thì Tôn giả nghĩ sao? Tôi sẽ nói rằng đó là một người không thực tế. Cũng như vậy thôi, Tôn giả Ca Diếp. Nếu không tu tập quán chiếu để diệt trừ vô minh và các phiền não khác, thì ta không đạt tới bến bờ giải thoát được, dù ta có tế lễ khẩn cầu suốt cả cuộc đời chúng ta. Đạo sĩ Ca Diếp bỗng nhiên sụp lại với chân Phật, ông khóc nức nở, ông nói: Sa môn Cồ Đàm, con đã lầm lỡ hết hơn một nửa đời người, giờ đây xin thầy hãy chấp nhận con là đệ tử của thầy, để con có cơ duyên học hỏi và tu tập con đường giải thoát. Phật nâng Ca Diếp dậy, người nói: Tôi không ngại gì mà không chấp nhận Tôn giả, nhưng còn gần 500 vị đệ tử của ngài thì ngài tính sao? Ai sẽ dìu dắt họ? Tôn giả Ca Diếp bạch: Xin Sa môn Cồ Đàm, xin thầy cho con có dịp tiếp xúc với họ sáng mai. Chiều mai con sẽ xin trình thầy quyết định của con. Phật nói: Các em bé trong làng U Lâu Tần Loa gọi tôi là Phật. Tôn giả Ca Diếp ngạc nhiên: Thưa thầy, chúng gọi thầy là Phật nghĩa là người tỉnh thức. Hay, hay lắm, chúng con cũng sẽ gọi thầy là Phật cho thân mật. Vậy xin phép Phật cho con đi về trước. Sáng hôm sau, Phật lại đi khất thực trong làng U Lâu Tần Loa. Khất thực xong, người đi đến bờ hồ để thọ trai và tĩnh cư cả ngày ở đó. Chiều hôm ấy, đạo sĩ Ca Diếp lại ra tìm Phật ở bờ hồ. Ông cho Phật biết là tất cả gần 500 vị đệ tử của ông đều đồng lòng theo ông xuất gia tu học với sự hướng dẫn của Phật. Ngày hôm sau, theo gương Ca Diếp, tất cả mọi người đều cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa. Họ liền xuống sông Ni Liên Thuyền, tất cả những cái búi tóc của họ cùng với tất cả những tượng thờ và dụng cụ để tế lễ khác, tất cả đều theo gương Ca Diếp quỳ dưới chân Phật. Họ đọc: Con về nương tựa nơi Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa nơi Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa nơi Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Tiếng phát nguyện của 500 vị khất sĩ mới làm vang động cả khu rừng. Lễ xuất gia cho 500 người cử hành xong, Phật thuyết giảng cho 500 vị khất sĩ mới về bốn sự thật mầu nhiệm và cách thức quán chiếu hơi thở, thân thể và tâm ý. Rồi Phật dạy phép khất thực và tỉnh cư. Ngay sau đó, các vị khất sĩ được lệnh phóng thích vào rừng tất cả những đàn thú vật mà họ đã chăn nuôi. Họ học theo Phật, cầm bát đi theo người vào các thôn xóm để thực tập việc khất thực. Chiều hôm ấy, Phật triệu tập Ca Diếp và 10 vị đã từng là đệ tử xuất sắc của Ca Diếp lại. Người trao truyền cho họ những giáo lý căn bản của đạo tỉnh thức. Và sau đó, người còn chỉ bảo cho họ những nguyên tắc tổ chức và hướng dẫn tăng đoàn. Khất sĩ Ca Diếp tỏ ra là một vị lãnh tụ đồ chúng có tài. Phật rất vui khi nhận thấy điều này. Người giao phó cho Ca Diếp việc phân phối và huấn luyện các vị khất sĩ trẻ tuổi theo kinh nghiệm đã thu lượm được tại trung tâm tu học ở Lộc Uyển. Ngày hôm sau, đạo sĩ Na Di Ca Diếp, người em trai thứ nhất của khất sĩ Ca Diếp,
cùng một số các vị đệ tử tìm tới. Nadi là vị lãnh tụ của 300 vị đạo sĩ tu theo đạo thờ thần lửa. Đạo tràng của họ ở về phía bắc, cũng trên bờ sông Ni Liên Thuyền. Họ có vẻ hốt hoảng. Mới hôm qua đây, họ thấy trôi liều bèo trên bờ sông hàng trăm cái búi tóc và rất nhiều dụng cụ thờ tự. Họ nghĩ rằng một tai nạn nào đó đã xảy ra cho trung tâm tu học U Lâu Tần Loa do đạo sĩ Ca Diếp lãnh đạo. Họ tới vào giờ chưa vị khất sĩ đi khất thực nên không gặp ai, và vì vậy họ rất lo lắng. Nhưng từ từ họ thấy các vị khất sĩ khất thực trở về, hỏi thăm, họ mới biết là Ca Diếp cùng 500 vị đệ tử đã xuất gia theo học với một vị sa môn tên là Cồ Đàm thuộc dòng họ Thích Ca. Một lát sau nữa thì Phật và Ca Diếp về tới. Thấy em, khất sĩ Ca Diếp rất mừng. Ông giới thiệu Nadi với Phật, rồi hai anh em đưa nhau ra rừng nói chuyện rất lâu. Cuối cùng Nadi được anh thuyết phục và bằng lòng trở về đem 300 vị đệ tử đến quy y. Họ cũng đồng ý cho người đi mời người em út là Gaya Ca Diếp tới để thông báo những gì đã xảy ra, và nếu như bằng lòng, Gaya cũng sẽ đem 200 vị đệ tử tới để cùng quy y và tu học với sự chỉ dẫn của Phật. Ba anh em Ca Diếp đã từng nổi tiếng là rất thương mến nhau. Hơn nữa, họ lại là những người cùng một lý tưởng. Vì vậy, chỉ trong một thời gian 7 hôm, tất cả ba người cùng 900 vị đệ tử đều đã cắt tóc, mặc áo cà sa và trở nên những vị khất sĩ nghiêm chỉnh tu học theo quy chế của giáo đoàn do Phật lãnh đạo. Một hôm, sau giờ khất thực, tất cả mọi người được lệnh đi về tụ họp trên đỉnh núi Tượng Đầu ở Gaya Sisa, cách đó không xa. 900 vị khất sĩ ngồi thọ trai im lặng và trang nghiêm cùng với Phật và ba anh em Ca Diếp. Buổi thọ trai chấm dứt, mọi người dây quanh Phật. Phật nghiêm trang ngồi trên một tảng đá. Phật cất tiếng dạy 900 vị khất sĩ. Này các vị khất sĩ, tất cả vạn pháp đều đang bốc cháy. Cái gì đang cháy? Sáu loại giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đang bốc cháy. Sáu loại đối tượng của giác quan là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp đang bốc cháy. Sáu loại nhận thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái suy nghĩ cũng đang bốc cháy. Bốc cháy bằng thứ lửa nào? Bốc cháy bằng lửa tham dục, lửa hận thù, lửa ảo vọng. Tất cả đang bốc cháy theo với những cái khổ của sinh già bệnh chết, với đau thương, với phiền muộn, lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Này các vị khất sĩ, mọi cảm thọ cũng đang bốc cháy. Dù đó là khổ thọ, lạc thọ hay xả thọ, cảm thọ phát sinh từ những điều kiện giác quan, đối tượng và sự xúc chạm. Cảm thọ cũng đang bốc cháy vì ngọn lửa tham dục, hận thù và ảo vọng. Cảm thọ cũng đang bốc cháy theo với những cái khổ của sinh già bệnh chết, với đau thương, với phiền muộn, lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để tự bốc cháy theo ngọn lửa của tham dục, của hận thù, của ảo vọng. Các vị phải thấy được tính cách vô thường và duyên sinh của mọi pháp, để đừng làm nô lệ cho lòng sinh diệt của giác quan, đối tượng và cảm thọ. Gần 1000 vị khất sĩ ngồi nghe đều cảm thấy tâm thần rúng động khi Phật nói về lửa. Họ rất hoan hỷ khi thấy mình đã tìm ra được con đường tu học mà công phu quán chiếu là động lực duy nhất đưa đến giải thoát. Niềm tin phát sinh trong tâm tư của mọi người. Trong 3 tháng liên tiếp, Phật cư trú tại Gaya Sisa để giáo huấn các vị khất sĩ. Giáo đoàn đạt tới nhiều kết quả lớn trên đường tu học. Ba anh em Ca Diếp đã trở thành những vị phụ tá rất đắc lực cho Phật trong việc hướng dẫn và giáo huấn tăng đoàn. Thank you.
Chương 28. Rừng tè. Một buổi sáng nọ, Phật từ giả Gajasisa để đi về chiên xá. Khất sĩ Ca Diếp đề nghị xin Phật cho cả giáo đoàn đi theo. Phật ngần ngại, nhưng Ca Diếp trình bày với Phật là sẽ không có trở ngại gì cho việc 900 vị khất sĩ về tới kinh đô nước Ma Kiệt Đà. Ông nói gần thủ đô Duyên Xá có nhiều khu rừng, trong đó các vị khất sĩ có thể cư trú. Họ sẽ đi khất thực ở những miền ngoại ô thành phố và ngay cả trong thủ đô nữa để có dịp giáo hóa dân chúng miền này. Ca Diếp cũng thưa với Phật là số lượng 900 vị khất sĩ là quá lớn đối với dân chúng miền Gaza. Về thủ đô, việc khất thực và giáo hóa sẽ dễ dàng hơn. Khất sĩ Ca Diếp có kiến thức khá tường tận về tình hình xã hội trong nước Ma Kiệt Đà. Sau khi nghe vị khất sĩ này trình bày, Phật bằng lòng cho 900 vị khất sĩ đi theo người về thành Dương Xá. Ba anh em khất sĩ Ca Diếp đã tổ chức tăng đoàn rất nghiêm minh. Đại chúng của tăng đoàn được phân làm thành các chúng, mỗi chúng 25 vị. Mỗi chúng có một vị chúng trưởng lãnh đạo. Vị chúng trưởng này có trách nhiệm về sự tu học và sự sinh hoạt của 24 người trong chúng. Đạo phong của các vị khất sĩ vì vậy càng ngày càng sáng rỡ và uy nghi. Từ Gaza, tăng đoàn phải đi tới 10 hôm mới về tới thủ đô Dương Xá. Mỗi buổi sáng, các vị khất sĩ đều phải ghé vào các tụ lạc để khất thực. Khất thực xong, họ quy tụ trong một khu rừng hoặc một bãi cỏ để thọ trai trong im lặng. Thọ trai xong, họ lại lên đường. Họ đi thành từng chúng và có cả thảy 36 chúng như vậy. Hình dáng của các vị khất sĩ khoác áo cà sa đi trầm lặng trên đường đã gây một ấn tượng rất sâu đậm và đẹp đẽ trong lòng dân chúng. Tới Dương Xá, khất sĩ Ca Diếp hướng dẫn Phật và tăng đoàn về tạm cư ở rừng kè mới trồng. Trong đó có đền Subhadrita cách thủ đô 2 dặm về phía nam. Sáng ngày hôm sau, giáo đoàn được phép ôm bát đi vào thành khất thực. Các vị khất sĩ đi thành từng chúng 25 người. Họ đi thành hàng, bước từng bước khoan thai và có ý thức, tay ôm bát, mắt nhìn thẳng về phía trước, dáng điệu uy nghi và lặng lẽ. Theo lời Phật dạy, họ dừng lại trước mỗi căn nhà, không phân biệt giàu nghèo. Khoảng 5 phút sau, nếu không được cúng dường, họ tiến tới trước cổng nhà bên cạnh. Trong khi đứng im lặng chờ đợi được cúng dường, họ theo dõi hơi thở và thực tập phép quán niệm mà Phật đã dạy. Khi được cúng dường, họ chỉ lặng lẽ nghiêng mình cảm ơn mà không nói lời khen chê nào về thực phẩm được cúng dường. Người cúng dường sau khi xếp thức ăn vào bát vị khất sĩ có thể đặt một vài câu hỏi. Các vị khất sĩ đã được lệnh ân cần trả lời về những câu hỏi đó. Đại ý, các vị cho biết là mình tu học trong giáo đoàn tỉnh thức dưới sự hướng dẫn của một vị sa môn tên là Cồ Đàm Thích Ca, thường được gọi là Phật, và họ giảng cho vị thí chủ nghe về 4 sự thật, về 5 giới hoặc về con đường bát chánh. Tất cả các vị khất sĩ đều đã được lệnh trở về trú sở trước giờ ngọ để ăn trưa và nghe pháp thoại. Buổi chiều và buổi tối chỉ là để học hỏi và thiền tập. Vì vậy từ giữa trưa cho đến rạng sáng ngày hôm sau, không ai còn thấy bóng dáng một vị khất sĩ áo vàng nào nữa trong thành phố. Chỉ trong vòng nửa tháng, phần lớn dân chúng thủ đô đã biết tới sự có mặt của giáo đoàn khất sĩ do Phật lãnh đạo. Vào những buổi chiều khi trời đã mát, có nhiều vị thí chủ tìm tới rừng kè để được gặp Phật và tăng đoàn để học hỏi về đạo lý tỉnh thức. Phật chưa kịp đi thăm người bạn năm trước là vua Tần Bà Sa La, thì vua đã được nghe nói về Phật và về giáo đoàn khất sĩ đông đảo của người. Vua được biết người lãnh đạo giáo đoàn này là vị sa môn trẻ mà mình đã gặp trước đây trên một ngọn đồi gần kinh đô. Một buổi chiều, vua cùng với hoàng hậu và thái tử A Xà Thế
ngồi xe tứ mã tìm về rừng Kè để thăm Phật. Đi theo xa giá của vua có nhiều chiếc xe khác. Vua đã mời đi theo mình 120 vị nhân sĩ trí thức và lãnh đạo cao cấp trong giới Bà La Môn. Đến cửa rừng, vua xuống xe đi bộ vào. Hoàng hậu cầm tay thái tử A Xà Tế đi theo sau. 120 vị tân khách Bà La Môn cũng làm như thế. Nghe tin vua đến, Phật cùng Ca Diếp đi ra đón tiếp và đưa tất cả mọi người vào. Tất cả 900 vị khất sĩ đều có mặt, ngồi dây thành những vòng tròn lớn. Phật mời vua, hoàng hậu, thái tử và các vị tân khách an tọa. Vua Tần Bà Sa La bắt đầu giới thiệu các vị nhân sĩ Bà La Môn với Phật. Vua không nhớ hết danh tánh từng người, vì vậy mỗi khi quên, vua lại yêu cầu người bị quên tên tự giới thiệu mình. Trong số những vị tân khách này có nhiều người lão thông kinh điển và giáo lý Vệ Đà. Họ thuộc về đủ khuynh hướng đạo học và tôn giáo. Phần lớn các vị nhân sĩ này đã từng nghe danh đạo sĩ Ca Diếp và một số đã được gặp ông. Nhưng ngoài quốc vương Tần Bà Sa La ra, chưa ai được gặp Phật lần nào. Thấy thái độ cung kính của Ca Diếp đối với Phật nên nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên. So với Ca Diếp, Sa Môn Cồ Đàm nhỏ tuổi hơn nhiều. Họ thầm thì với nhau, không biết Sa Môn Cồ Đàm là đệ tử của Ca Diếp hay Ca Diếp là đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm. Biết được tâm ý đó, khất sĩ Ca Diếp rời chỗ ngồi, đứng dậy đi tới trước mặt Phật. Ông chắp tay lại thành hình sen búp, chậm rãi và rõ ràng ông nói: Sa Môn Cồ Đàm, bậc giác ngộ, bậc tôn quý nhất trên đời, con là Ca Diếp, đệ tử của thầy, xin cung kính làm lễ thầy. Nói xong, ông sụp xuống lạy Phật ba lạy rất kính cẩn. Phật nâng Ca Diếp dậy và bảo ông ngồi xuống bên tay trái của người. Bây giờ đây, 120 vị tân khách Bà La Môn mới hoàn toàn giữ im lặng. Sự im lặng còn lớn lao hơn khi họ thấy 900 vị khất sĩ áo vàng đang lặng lẽ ngồi vây quanh, trong dáng điệu trang nghiêm và hùng vĩ. Phật lên tiếng giảng cho mọi người nghe về đạo tỉnh thức. Người nói về tự tính vô thường và duyên sinh của mạng sống và của vạn vật. Người chỉ dạy con đường diệt trừ lầm lạc và khổ đau, con đường của sự sống tỉnh thức, con đường của sự thực hành giới luật, định tâm và quán chiếu. Giọng Phật giọng lớn như tiếng chuông đồng, ấm như ánh nắng mùa xuân và trầm hùng như tiếng hải triều. Tiếng nói của Phật như mưa xuân thấm nhuần trên cây cỏ. Hơn 1000 người lắng tai nghe Phật và không ai dám thở mạnh, sợ âm thanh của hơi thở xen vào làm vẫn đục pháp âm của người. Hai mắt vua Tần Bà Sa La càng ngày càng sáng. Càng nghe, vua càng thấy tâm tư mình mở rộng. Bao nhiêu nghi vấn lâu nay trong lòng vua dần dần được cởi mở. Cuối cùng, vua nở một nụ cười sung sướng và rạng rỡ. Phật chấm dứt pháp thoại. Vua Tần Bà Sa La đứng dậy, hai tay cung kính chắp trước ngực, vua nói: Thưa Thế Tôn, hồi còn nhỏ trẫm có 5 điều ước nguyện. Bây giờ đây, tất cả 5 điều ước nguyện ấy đều đã được thành tựu. Ước nguyện thứ nhất là được làm lễ quán đảnh và lên ngôi vua. Ước nguyện ấy đã thành. Ước nguyện thứ hai là làm thế nào trong đời được gặp một bậc đạo sư giác ngộ. Ước nguyện ấy cũng đã thành. Ước nguyện thứ ba là có duyên kính ngưỡng bậc đại giác ngộ ấy. Ước nguyện ấy cũng đã được thành. Ước nguyện thứ tư là được bậc giác ngộ ấy dạy cho con đường chánh pháp. Ước nguyện ấy cũng đã thành. Ước nguyện thứ năm là có thể hiểu được giáo pháp của bậc giác ngộ ấy. Thưa Thế Tôn, ước nguyện này vừa được thành tựu, trẫm đã bắt đầu hiểu được giáo lý mầu nhiệm của Ngài. Thế Tôn, Ngài đã làm sáng tỏ giáo lý ấy bằng nhiều cách giảng dạy khác nhau. Thế Tôn, hôm nay xin Ngài nhận cho trẫm làm đệ tử tại gia của Ngài. Phật im lặng mỉm cười chấp thuận. Vua lại tỏ ý thỉnh cầu Phật và tất cả 900 vị khất sĩ ngày trăng tròn sắp tới đến thọ trai ở cung điện. Phật cũng hoan hỷ nhận lời.
120 vị nhân sĩ tân khách cũng đều đứng dậy cảm ơn Phật. Có khoảng 1/10 trong số những vị tân khách này tỏ ý muốn được trở thành đệ tử của Phật. Cùng với Ca Diếp, Phật đưa vua, hoàng hậu và thái tử A Xà Thế cùng các vị tân khách ra đến cửa rừng. Phật biết rằng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì mùa mưa sẽ tới, và người không thể trở về quê kịp trước mùa mưa. Người quyết định sẽ cùng 900 vị khất sĩ an cư 3 tháng tại rừng kè. Người biết rằng sau 3 tháng an cư tu học, tăng đoàn sẽ khá vững vàng để có thể tự trị, và người sẽ thông thả ra đi vào đầu mùa nắng khi bầu trời đã trong xanh và cây cối đã xanh tươi. Vua Tần Bà Sa La có chủ ý tổ chức một cuộc đón rước Phật và tăng đoàn thật long trọng. Vua dự tính làm lễ trai tăng cúng dường ngay trước sân điện chầu, một cái sân gạch rộng có thể có chỗ ngồi cho một vạn người. Vua cho thông báo cho thần dân biết ngày thỉnh Phật và khuyên dân chúng treo đèn kết hoa trên những con đường mà Phật và tăng đoàn sẽ đi ngang qua để tới Dương Cung. Vua cho mời rất nhiều nhân sĩ đến để nghe Phật thuyết pháp. Tất cả các quan chức trong triều cũng đều được mời đến dự. Vua cũng cho mời cả những trẻ em vào trạc tuổi của hoàng thái tử A Xà Thế. Thái tử năm nay lên 12 tuổi, biết Phật và tăng đoàn không chấp nhận việc sát sinh để cúng dường, vua ra lệnh chuẩn bị những thức ăn thuần túy, chay tịnh và rất ngon lành. Những người thân tín của vua có tới 10 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón này.